kin địa tạng bồ tát bổn nguyện giảng giải chủ giảng lão pháp sư tịnh không giảng tại tịnh tông học hội singapore thời gian tháng 5, năm năm một nghìn chín trăm chín mươi tám tập hai mươi chín Xin mời xem Kinh Văn Nhĩ thời Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát Bạch Địa Tạng Bồ Tát Ngôn Nhân giả Nguyện vị Thiên Long Tứ Chúng Cặp vị lai hiện tại nhất thiết chúng sanh Thuyết Sa Bà Thế Giới Cặp Diêm Phù Đề Tội khổ chúng sanh Sở thọ báo xứ Địa ngục danh hiệu Cặp ác báo đẳng sự Sử vị lai thế mạt pháp chúng sanh Tri thị quả báo Đến chỗ này là một đoạn Đoạn này là do Bồ Tát Phổ Hiền thỉnh nói Phần trước đã giới thiệu qua nghiệp duyên, nghiệp cảm. Sau hai phẩm này, chúng ta cũng hiểu rõ được chút ít về khổ báo mà tất cả chúng sanh trong thế gian tạo tác ác nghiệp cảm lên. Kinh văn đến chỗ này Bồ Tát Phổ Hiền Đại Từ Đại Bi Thay chúng ta thỉnh Pháp Thỉnh cầu Bồ Tát Địa Tạng Nói một cách Sơ lược về những tội báo Không lành này cho chúng ta biết Không những chúng ta hy vọng hiểu rõ tức là chúng sanh trong lục đạo của thế giới ta bà bao gồm chư thiên bát bộ quỷ thần ở trong đó bởi vì những chúng sanh này tuy hiện tiền là hưởng thụ phước báo phước báo nhân thiên nhưng sau khi hưởng hết phước báo cõi trời rồi Thì làm sao đây? Mỗi chúng sanh Hoặc giả nói mỗi người Mạng sống Không phải Chỉ có một giai đoạn này Đây là điều chúng ta nhất định Phải biết rõ Chúng ta có đời quá khứ. Quá khứ vô thủy. Chúng ta còn có đời vị lai. Vị lai vô chung. Những năm tháng vô thủy vô chung này thì không có cách gì tính đếm được. Chúng ta ngày nay nói con số thiên văn. Con số thiên văn nếu so với vô thủy vô chung thì cũng là chênh lệch rất lớn tội nghiệp tích lũy từ vô lượng kiếp đến nay cũng đã vô lượng vô biên rồi quả báo của giai đoạn này là do hành nghiệp mà trong vô lượng kiếp của chúng ta đã tạo loại nghiệp nào gặp được duyên nó mới khởi hiện hành sự việc nó là như vậy người không học phật họ không hiểu rõ không sáng tỏ về những chân tướng sự thật này phật nói với chúng ta rất rõ ràng lời phật nói có đáng tin hay không những gì phật nói là thật hay sao điểm thù thắng nhất điểm cao siêu nhất của nền giáo dục phật pháp là phật dạy chúng ta chứng thực ngài nói với chúng ta sự việc này bảo chúng ta hãy tự mình đi kiểm chứng như vậy điều này là không phải giả rồi phật không hề nói ta nói thật thì nhất định là thật phật không bao giờ nói như vậy sau khi phật nói rồi bạn tự mình có thể chứng thực dùng phương pháp gì để chứng thực điều này phật có thể dạy bạn phật có thể dạy cho bạn phương pháp để bạn tự mình cầu chứng lục đạo là thật thập pháp giới là thật nhất chân pháp giới cũng là thật bạn đều có thể chứng thực đừng nói tội nghiệp đã tạo trong đời này mà còn tội nghiệp đã tạo đời đời kiếp kiếp ở trong quá khứ cho nên khi hưởng hết phước cõi trời rồi bởi do tội nghiệp đã tích lũy trong đời quá khứ thì đâu có lý nào không đọa lạc chứ cảm ứng ở trong thập pháp giới rốt cuộc là cảm ứng ác nhiều cũng chính là duyên ác nhiều, duyên thiện ít. Nếu như bạn không tin lời nói này, điều này trái lại cũng không khó chứng thực. Bạn hãy tư duy, cân nhắc cho thật kỹ. Ở trong đời sống hiện tiền của chúng ta, từ sớm đến tối, tất cả những người sự vật mà chúng ta gặp phải này, đây đều là duyên ở trong duyên này là thiện duyên nhiều hay là ác duyên nhiều? Ngoại duyên bên ngoài gợi lên ý nghĩ trong nội tâm của chúng ta. Sáu căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài. Chúng ta khởi tâm động niệm là ác niệm nhiều hay là thiện niệm nhiều? Bạn hãy bình tĩnh mà tư duy bạn sẽ hiểu rõ ngay nếu như từ sớm đến tối ác niệm của chúng ta nhiều hơn thiện niệm bạn đời sau đi về đâu thế thì chẳng phải là đi về ba đường ác rồi sao đâu có cần phải hỏi người khác không cần phải hỏi người khác không cần phải hỏi phật bồ tát tự mình biết rất rõ ràng rất minh bạch nếu như chúng ta có thể duy trì được từ sớm đến tối thiện niệm nhiều hơn ác niệm thì chúng ta mới có phần nắm chắc không bị đọa ba được ác cái phần nắm chắc này không phải là trọn vẹn mười phần vì sao vậy lúc sắp lâm chung bạn còn có thể nắm chắc được hay không bình thường có phần nắm chắc lúc sắp lâm chung không nắm chắc được thế thì vẫn phải bị đọa lạc rồi có thể thấy sự việc này thật sự là rất khó không phải là chuyện dễ dàng nhưng lúc bình thường nhất định phải rèn luyện vì sao vậy bình thường rèn luyện thì lúc lâm chung sẽ có phần nắm chắc tương đối nhiều lúc bình thường không chịu rèn luyện thì lúc lâm chung có phần nắm chắc ít rồi đạo lý này phải nên biết cổ đức có thí dụ là luyện binh ngàn ngày chỉ để dùng trong chốc lát bình thường phải huấn luyện cuối cùng có thể đánh thắng được hay không vẫn không nhất định thế nhưng nhất định phải rèn luyện khi ra đánh trận mới có khả năng thắng trận được. Nếu như bình thường không tập luyện, khi lâm trận nhất định là sẽ bị thất bại thảm hại rồi. Bình thường rèn luyện, chúng tôi ở trong các buổi giảng đã giảng rất nhiều. Nhất là thời gian gần đây. Trái đất này môi trường sống của chúng ta Trái đất là môi trường sống của chúng ta hiện nay Biến cố khác thường Thiên tai nhân họa Vô cùng khủng khiếp Mỗi năm Số lần một nhiều hơn Mỗi lần Một nghiêm trọng hơn Chúng tôi nghe thấy Các nơi đăng tin Thật sự Khiến người ta thân tâm đều bất an sống ở trong nỗi sợ hãi ngày nay mọi người muốn hỏi chúng ta đến nơi đâu để tránh nạn đây trên thế gian này không có chỗ nào là an toàn bạn đi đâu bây giờ đến đâu cũng là như nhau Đây là lời của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói trước đây Trước lúc giảng sanh một vài ngày Thầy nói với các học trò Tai nạn đến Thì Phật Bồ Tát Thần Tiên cũng không thể cứu nổi Chỉ có duy nhất một con đường sống Là thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ Là di ngôn của Thầy lúc lâm chung Khuyên nhủ nhóm học trò chúng tôi không có đường nào để đi không có nơi nào khác có thể trốn tránh được rồi tai nạn hình thành như thế nào là do cộng nghiệp của chúng sanh chiêu cảm nên không biết giác ngộ mà phật nói rất rõ ràng rất minh bạch mà không có người nào tin không có người nào chịu tiếp nhận cho rằng lời phật nói là mê tín người hiện nay mọi người tin vào khoa học tin vào căn cứ khoa học nếu lỡ khoa học nói sai một câu thì làm thế nào bị thiệt hại sẽ không nhỏ rồi chúng ta biết trí huệ của phật là có được từ trong thiền định đây không phải là giả phật nói cho chúng ta biết mỗi người đều có trí huệ này đều có năng lực này nhưng bởi do vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc cho nên mục đích mà phật nói là bảo chúng ta chứng được phật nhìn thấy rồi bạn cũng có năng lực nhìn thấy phật sáng tỏ bạn cũng có năng lực sáng tỏ ngày nay tại vì sao bạn không thể sáng tỏ phật nói rồi bạn có vọng tưởng có phân biệt có chấp trước chỉ cần đem vọng tưởng phân biệt chấp trước xả bỏ sạch xả bỏ thật sạch sẽ thì mặt mũi chân thật Của hư không pháp giới này Bạn chạm mắt liền thấy ngay Có cần nghe người khác nói hay không? Đến lúc đó Những gì bạn nhìn thấy Tiếp xúc được Thì không có khác gì So với những gì Chư Phật như Lai nói Cho nên ngôn ngữ của Phật Là nói lời chân Lời thật Lời như nói lời như nghĩa là sự thật như thế nào thì ngài liền nói như thế đó tuyệt đối không có tô vẽ thêm cũng không nói giảm bớt đi chút nào những gì nói ra hoàn toàn phù hợp với chân tướng sự thật đây gọi là như ngữ không có nói dối không có nói sai sự thật mỗi câu nói đều là chân thật thành thật cho nên chư thiên cũng muốn nghe phước báo nhân thiên tuy lớn cũng muốn nghĩ đến khi hưởng hết phước rồi thì làm thế nào nếu họ hiểu rõ đạo lý này họ có thể tiếp tục không ngừng tu phước khiến cho phước báo của họ có thể kéo dài không đến nỗi khi hưởng hết phước rồi bị đọa lạc nhưng mà chúng ta biết đây là lời phật nói trên kinh người hưởng hết phước trời rồi bị đọa lạc rất nhiều Thiên nhân có thể tiếp tục tu phước Không bị đọa lạc rất ít Nó thật ra giống như nhân gian chúng ta vậy Nhân gian có người thật sự tin Phật Pháp Thiện căn sâu dày Có trí huệ Tuy họ hưởng phước báo nhân thiên nhưng vẫn không ngừng tu phước tích phước cho nên phước báo của họ có thể hưởng được rất nhiều đời 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 kiếp kiếp hưởng phước phật ở trên kinh nói với chúng ta phước báo của bố thí cúng dường Thí dụ Phật ở trên kinh nói Có người Bố thí cúng dường Bích chi Phật Một bát cơm Thì phước mà họ được Là quả báo Không bị nghèo khó Trong 90 ức kiếp Cúng dường một bát cơm Là việc rất nhỏ vì sao lại có thể được phước báo lớn như vậy được phước lớn hay nhỏ là do ở tâm lượng cúng dường nếu như lúc họ cúng dường này là tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tâm chân thành thì phước báo này sẽ lớn không có giới hạn rồi nhưng các vị phải nhớ kỹ 90 ức kiếp Nếu sanh giới vô lượng kiếp Thì con số này rất nhỏ Sao 90 ức kiếp lại phải làm thế nào? Có nghĩ đến hay chưa? Đây là chứng tỏ Bố thí tài vật thông bằng bố thí pháp Phước báo của bố thí tài vật Không thể sánh với bố thí pháp được rồi Đây là trong phẩm hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền Kinh Hoa Nghiêm Nói rất rõ ràng Bố thí pháp Được phước quả thật là vô lượng vô biên Vì thế, Kinh Phật không thể không đọc Đạo lý mà Phật nói Không thể không thâm nhập nghiên cứu Nó giúp ích quá lớn quá lớn đối với chúng ta Cho nên thiên nhân Cũng muốn hiểu rõ Cái chân tướng sự thật này Huống hồ là chúng ta Bồ Tát Phổ Hiền nói rất hay cặp vị lai hiện tại nhất thiết chúng sanh hiện tại là người tham gia pháp hội những người nghe phật nghe bồ tát địa tạng thuyết pháp lúc đó vị lai là bao gồm chúng ta ở trong đó bồ tát phổ hiền vì chúng ta khải thỉnh chúng ta ở chỗ này hãy lắng nghe bồ tát địa tạng báo cáo vì chúng ta nói ra diêm phù đề chính là thế giới này của chúng ta thế giới ta bà là đại thiên thế giới diêm phù đề là trái đất này của chúng ta đây là nơi chúng ta quan tâm nhất tội khổ chúng sanh thử xem thế gian chúng ta ngày nay Dân số hơn 5 tỷ người Có phải họ đang sống trong tội khổ hay không? Chúng ta tạo tác là tội Nên thọ nhận là khổ Bất lượng người giàu, nghèo hay sang hèn Trong thế gian Có người nào sống không khổ chứ Mỗi người đều có nỗi khổ riêng của mình những gì hiện nay tạo tác tội nghiệp thọ nhận nhà phật gọi là hoa báo sau khi nhận hoa báo rồi còn có quả báo quả báo ở đời sau sau khi bạn chết rồi bạn cảm thọ là quả báo quả báo báo nghiêm trọng hơn hoa báo rất nhiều chỗ này nói là quả báo sở thọ báo xứ địa ngục danh hiệu đây là việc chúng ta rất muốn biết bồ tát phổ hiền khải thỉnh Là dựa vào trí huệ chân thật Đại từ Đại Bi Nếu không có trí huệ Không có tâm Đại từ Bi Thì không thể nêu ra vấn đề này được rồi mục đích của khải thỉnh thuyết pháp là hy vọng tất cả chúng sanh sau khi nghe xong có thể hiểu được tình trạng chân thật ở trong địa ngục Toàn là do tự tâm biến hiện ra Nó giống giới nhất chân Pháp giới Y chánh trang nghiêm Của chư Phật Như Lai Cũng là do một niệm sanh ra Chỗ này chúng ta phải đặc biệt chú ý Là một niệm một niệm chính là trong kinh Hoa Nghiêm gọi là sát na tế. Là sanh tướng vô minh mà đồng tu các bạn hỏi. Sanh tướng vô minh chính là nhất niệm, chính là sát na tế. Hiện tướng xảy ra trong một niệm sau khi sinh ra nó niệm niệm tương tục thời gian tương tục dài hay ngắn chung quy là do nghiệp lực cho nên sau khi hiểu rõ đạo lý này rồi chúng ta mới biết sức mạnh của sám hối là không thể nghĩ bàn mặc dù tạo tác tội nghiệp cực nặng nhưng một niệm sám hối có thể chuyển đổi ý nghĩ trở lại rồi cái gì nên biết tất cả ý nghĩ đều là vọng niệm đem vọng niệm chuyển đổi thành chánh niệm sao gọi là chánh niệm niệm tương ưng với tánh đức là chánh niệm niệm không tương ưng với tánh đức thì là vọng niệm tà niệm niệm thị phi nhân ngã niệm tham sân si mạng đây là tà niệm Niệm chư Phật Bồ Tát Đó là chánh niệm Đúng như trên Kinh Phật thường nói Một niệm tương ưng, một niệm Phật Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật Là cao siêu nhất rồi Nếu như thường niệm bố thí Thường niệm trì giới thường niệm nhẫn nhục Vậy là thành Bồ Tát rồi Làm Phật làm Bồ Tát Làm chúng sanh Đều ở trong khoảng một niệm này Một niệm tham không biết chán Thì đi vào cõi ngạ quỷ rồi Các vị nên biết Tham Pháp thế gian Đọa vào đường ngạ quỷ Tham Phật Pháp cũng đọa vào đường ngạ quỷ Vì sao vậy? Tâm tham thì đọa ngạ quỷ Chứ không nói đối tượng bạn tham là gì Nhưng vào đường ngạ quỷ Cũng có phước báo lớn hay nhỏ khác nhau Tham Pháp Thế gian sẽ biến thành ngạ quỷ Không có phước đức Người tham Phật Pháp Đọa vào đường ngạ quỷ cũng được hưởng phước trên kinh nói quỷ nhiều tài vật quỷ ít tài vật người tham phật pháp thì thành quỷ nhiều tài vật người tham danh vọng lợi dưỡng thế gian là thành quỷ ít tài vật cho nên phật bảo chúng ta đoạn dứt tâm tham thì duyên đường quỷ sẽ bị đoạn dứt rồi mặc dù ở trong a lại gia thức Chúng ta có nghiệp nhân của đường quỷ Mà không có duyên Có nhân không có duyên Nên không thể kết thành quả Bạn tạm thời không bị đọa vào đường ngạ quỷ Sân hận đọa địa ngục Đố kỵ sân hận Thì đọa địa ngục Bất luận Pháp Thế gian hay Phật Pháp Đều rất khổ Cho nên ở trong địa ngục Chỉ có thọ khổ Không có hưởng phước Đường ngạ quỷ vẫn có người hưởng phước Đường địa ngục thì không có rồi Cho nên chúng ta ở trong Đời sống thường ngày Đối với người, với sự, với vật Không nên động tâm sân hận Không nên khởi tâm đố kỵ Nhất định nên biết nếu như khởi loại tâm niệm này thì nhất định không có lợi ích gì đối với chính mình cảnh giới bên ngoài thường hay khiến cho chính mình khởi sanh phiền não khiến cho chính mình bất như ý phải luôn nghĩ là đây là nghiệp chướng trong số mạng của mình chính mình cần phải đón nhận tự làm tự chịu trước đây tạo nhân bất thiện hiện tại gặp phải quả báo bất thiện tâm bình tĩnh trở lại không oán trời không trách người thì chúng ta đoạn dứt mất duyên địa ngục rồi Mặc dù có nhân địa ngục Mà không có duyên ở địa ngục Nên cũng không thọ quả báo địa ngục Đây là nói đến tam độ Nghiệp nhân của đường xuất sanh là ngu si Sao gọi là ngu si? Không có năng lực phân biệt chân vọng Không có năng lực phân biệt tà chánh Không có năng lực phân biệt thị phi Thường thường nghĩ đảo lộn những chân tướng sự thật này Đây là không có trí huệ Đây gọi là ngu si hiện nay ở thế gian này hiện tượng ngu si có thể nhìn thấy khắp nơi điều quan trọng nhất là chính mình có ngu si hay không người khác ngu si là việc của họ không có quan hệ gì lớn đối với ta bản thân ta ngu si thì việc phức đã lớn rồi Ngu si đọa đường xúc sanh Làm thế nào có thể tránh khỏi ngu si Đọc kinh nhiều Nghe Pháp nhiều Ở trong đây duyên của mỗi người Đều khác nhau phật ở trên kinh chỉ dạy chúng ta vừa mở bản kinh an an vấn sự phật kiến khung ra câu đầu tiên phật đã dặn dò chúng ta phải học đạo từ minh sư dạy chúng ta phải gần gũi thiện tri thức bạn mới có trí huệ lần này ở trong kinh hoa nghiêm cái ý nghĩa này phải lặp lại mấy mươi lần để nhắc nhở mọi người ai là thiện tri thức vậy phật là thiện tri thức chúng ta nên học theo phật phật không còn ở đời nữa thì nương tựa theo ai nương tựa theo kinh điển đây là lời phật dạy y pháp bất y nhân nhưng bạn phải hiểu được nguyên tắc kinh luận mà trong cả đời phật nói ra rất nhiều bạn chỉ có thể học một loại bạn không thể học nhiều loại Cái ý nghĩa này là giống như Thầy thuốc, bác sĩ trị bệnh cho bệnh nhân vậy Bác sĩ chẩn đoán cho bạn Ra mấy vị thuốc cho bạn uống Uống xong bệnh sẽ khỏi ngay Tuyệt đối không phải nói Đem tất cả thuốc trong hiệu thuốc đó Thấy đều mua về uống Bất luận bạn bị bệnh gì Mua toàn bộ gì uống Thì nhất định là chết Chứ không còn nghi ngờ gì Làm gì có loại đạo lý này chứ Tam tạng 12 bộ kinh Bộ đại tạng kinh này là cả đời Thích ca mâu ni Phật nói ra Là giống như trong tiệm thuốc Toàn bộ thuốc thảy đều có Nếu bạn uống hết toàn bộ Thì nhất định sẽ bị chết Không thể cứu được Cho nên các vị phải biết Thuốc có thể hại người Phật Pháp cũng có thể hại người Hại pháp thân huệ mạng Hại chết người Tôi năm xưa Ở trong hội của Lý Lão Sư Có bàn đến vấn đề này với các bạn đồng học Tôi đã nói như vậy Nhưng các bạn đồng học nghe xong không phục Đi hỏi thầy Thầy nói đúng, không sai Pháp phải khế cơ Chúng ta chỉ có thể học một môn Bạn xem Phật ở trên kinh giảng kinh thuyết pháp đều có người đương cơ người khải thỉnh người đó vừa nghe họ liền khai ngộ ngay chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này phật nói tất cả kinh không phải nói cho ta là nói cho rất nhiều người căng tánh khác nhau của thời đó ta là thuộc loại căng tánh nào ta cần phải chọn loại nào ở trong tất cả kinh điển đó là giống như bác sĩ họ khám qua tình trạng bệnh của rất nhiều người có một núi toa thuốc chất ở đó bây giờ bác sĩ không có ở nhà bản thân chúng ta bị bệnh phải làm thế nào nhất định phải từ trong những toa thuốc đó của họ mà quan sát xem loại nào tương đối thích hợp bệnh của mình. Nếu uống sai không những không có lợi ích mà còn bị hại nữa. Đâu thể nào uống thuốc tùy tiện được chứ? Đến ngày nay thời kỳ mạt pháp, ai là thiện tri thức đây? Ai có thể lựa chọn pháp môn thay cho chúng ta được đây? Ai sẽ làm con mắt lựa chọn Pháp Cho tất cả chúng sanh Không tìm ra được loại người này Khi chúng ta tiếp xúc thiện tri thức Nó thật sự Chúng ta cũng đã đặt ra rất nhiều câu hỏi Cho nên gần gũi một vị thầy qua mấy ngày là đổi tâm rồi Chắc còn người cao siêu hơn thầy này Chưa chắc thầy này đã chính xác Suốt cả đời Đều là do dự nghi hoặc như vậy Thì sao có thể thành tựu được chứ Thế Tôn Đại Từ Đại Bi Biết được tình trạng khó khăn của chúng sanh thời kỳ mạt Pháp chúng ta sẽ gặp phải nên ngài ở trên kinh đại tập đã khai thị rõ ràng cho chúng ta chỉ dạy chúng ta một nguyên tắc phương hướng nghe nói thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu thời kỳ tưởng pháp thiên định thành tựu thời kỳ mạc pháp tịnh độ thành tựu đây là chỉ ra phương châm lớn phương hướng lớn Chúng ta ngày nay sống ở thời kỳ mạt Pháp Chúng ta tuân thủ Nghe theo lời chỉ thị của Phật Đà Chuyên tu Pháp môn tịnh độ Chỉ thì không thể sai rồi Kinh luận của tịnh Tông ít hơn so với bất kỳ tông phái nào. Số lượng kinh sách mà chúng ta y cứ rất ít, ít nên dễ thọ trì. Nhưng mà chúng ta phải biết bộ kinh đứng đầu của Tịnh Tông là kinh vô lượng thọ. Kinh Vô Lượng Thọ Thế Tôn năm xưa Còn tại thế Đã nhiều lần tuyên giảng Đây là một pháp môn rất đặc biệt Cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật giảng Kinh Xưa nay không có giảng lặp lại bao giờ Chỉ có Kinh Vô Lượng Thọ là giảng lặp lại Căn cứ theo tư liệu được lưu lại hiện nay có thể chứng minh Chí ít Ngài đã giảng qua ba lần Có khả năng còn nhiều hơn nữa Nhiều lần tuyên giảng Vậy thì Pháp môn này là đặc biệt quan trọng rồi Cho nên Kết tập kinh tạng Cũng phải kết tập nhiều lần Truyền đến Trung Quốc Trải qua 12 lần phiên dịch Vô cùng đáng tiếc Những bản dịch này 12 loại bản dịch này Có 7 loại bị thất truyền Hiện nay đã bảo lưu lại Ở trong Đại Tạng Kinh Chúng ta có thể nhìn thấy 5 loại Nội dung ở trong 5 loại bản dịch Đại để thì giống nhau nhưng những bộ phận khác nhau này đều vô cùng quan trọng giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính cho nên kinh điển những kinh điển mà phật thuyết pháp này mục đích của nó hướng đến chúng ta phải hiểu rõ Ba Kinh Tịnh Tông Nghĩa thú của Ba Kinh Không thể không biết Kinh Vô Lượng Thọ Là Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu Tây Phương Tịnh Độ cho chúng ta Là sách thuyết minh giải thích rõ duyên khởi của thế giới tây phương là hình thành như thế nào lịch sử của thế giới tây phương cơ sở lý luận và chân tướng sự thật xây dựng nên thế giới tây phương của a di đà phật mục đích của a di đà phật xây dựng nên cõi tịnh độ này và thành tựu của Ngài Là làm một cuộc giới thiệu toàn diện Nói rõ Khiến cho người nghe thấy Sanh khởi tâm Hướng về Phát nguyện cầu sanh thì mục đích của ngài đã đạt được rồi kinh quán vô lượng thọ phật là bổ sung thuyết minh cho kinh vô lượng thọ ở trong đây có ba điểm quan trọng nhất ba cái bổ sung cái thứ nhất là bổ sung về lý luận Trong Quán Kinh nói Tâm ấy là Phật Tâm ấy làm Phật Đây là bổ sung trên lý luận Cái bổ sung thứ hai Là Nói rõ tương tận về phẩm vị Kinh Vô Lượng Thọ chỉ nói tam bối Nói rất đơn giản Trong quán kinh nói Cũ phẩm là nói rất tỉ mỉ Loại thứ ba là bổ sung trên phương pháp Bạn xem Kinh Vô Lượng Thọ nói phương pháp, chỉ nói phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Ngoài ra, còn dạy chúng ta tu phước. Nói rất đơn giản. Trong Quán Kinh nói 16 cách quán là phương pháp. Quán tưởng niệm Phật, Quán tướng niệm Phật, trì danh niệm Phật. Nói rất tỉ mỉ. Trì danh là cách quán thứ 16. Xếp ở cuối cùng Cuối cùng chính là quan trọng nhất Đây là thông lệ của Phật khi thuyết kinh Vở kịch hay xếp ở cuối cùng Đây là vở kịch cuối cùng Khế hợp với căn cơ của tất cả chúng sanh nhất Trì danh niệm Phật là Pháp Quán thứ 16 Phổ độ tất cả chúng sanh Chân thật đạt được Trùm khắp ba căn lợi động đều thâu Trên Thì độ Bồ Tát Đẳng Giác Dưới thì độ chúng sanh địa ngục Công đức của danh hiệu không thể nghĩ bạc Cho nên đây là thuyết minh bổ sung Tiểu bản Phật Thuyết a di Đà Kinh Là hoàn toàn khuyên chúng ta Phát nguyện cầu sanh Kinh này không dài Trên đây Thế Tôn Đã bốn lần khuyến khích Thật sự là Hết lòng hết dạ Cho nên chúng ta nhận thức được Tính chất của ba kinh này Ba kinh là làm diệt nhất quán Hiện nay có một số đồng tu Hoài ghi bản hội tập Đây là sai lầm Phật Pháp phải xây dựng Ở trên niềm tin thanh tịnh Có nghi chính là chướng ngại lớn rồi kinh này là giới thiệu mục đích của giới thiệu là giúp bạn khởi niềm tin phát nguyện là đã đạt được mục đích rồi nếu như không có bản hội tập thì cần phải đọc năm loại bản dịch gốc rất hay có thể đọc được năm loại bản dịch gốc chẳng phải là quá tốt rồi sao nếu như bạn cảm thấy năm loại bản dịch gốc quá phiền quá phức tạp đại đức xưa liền làm ra cái công việc này cho chúng ta chính là hội tập bản hội tập đầu tiên là của cư sĩ vương long thư bản hội tập của cư sĩ vương long thư được thu thập vào trong đại tạng kinh có thể thu thập vào đại tạng kinh tức là được tổ sư đại đức xưa nay đã công nhận không có sai lầm mới được thu thập vào không giống như hiện nay có thể tùy tiện đem kinh để vào trong tạng thời trước đây là không được phép trước đây kinh này được đưa vào tạng là do vua phê chuẩn vua căn cứ vào cái gì để phê chuẩn gì căn cứ vào sự tiến cử của cao tăng đại đức đương thời mọi người họ chấp nhận đồng ý Vậy mới được đưa vào tạng Chứ không phải là chuyện dễ dàng Vậy là chứng tỏ Hội tập không có sai lầm Hội tập là cần thiết Ông hội tập có viên mãn hay không Đó là một chuyện khác đây chính là chứng tỏ có thể hội tập cũng giống như nếu như chúng ta giới thiệu tây phương tịnh độ cho người ta chúng ta không có bản hội tập chúng ta có thể bày ra năm loại bản trong bản này chọn một đoạn trong bản kia chọn một đoạn giảng cho mọi người cũng được không phải không được ta chỉ cần giảng nó cho nhất quán giảng cho thật có hệ thống khiến cho người ta nghe thật rõ ràng, thật minh bạch, sanh khởi niềm tin, sanh khởi tâm hoan hỷ, thì chẳng phải thành tựu rồi sao? Còn về phương pháp tu hành, tịnh độ đó là phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm. Chúng ta hiểu được đạo lý này, sau đó mới có thể sanh khởi tín tâm đối với bản hội tập này, quyết định không có hoài nghi. Hoài nghi là bản thân chúng ta đánh mất cái lợi ích này rồi Nếu như bạn thật sự có hoài nghi Cũng không có sao cả Thì bạn không đọc bản hội tập Thậm chí là không đọc kinh vô lượng thọ Bạn cứ chuyên đương vào kinh A-di-đà Tu học nhất định giảng sanh Chúng ta có nên phủ định bản hội tập Bài xích bản hội tập hay không chúng ta không có cái gan này Nếu như người hội tập Đây là giả thiết Nếu như Hạ Liên Cư là Bồ Tát quan Âm Tái Lai A Di Đà Phật Tái Lai Như thế thì chẳng phải chúng ta đã tạo tội lỗi lớn rồi sao Cho nên Thái độ của người cầu học Đọc sách có thể có nghi ngờ Nhưng không được phủ định Không được phép đưa ra kết luận Chúng ta đánh dấu hỏi ở đó Tạm thời không tìm cách chứng thực thì được Chúng ta từ bỏ quyển hội tập này Chúng ta vẫn còn kinh a di đà Vẫn còn kinh quán vô lượng thọ Không được phép phỉ bán pháp Rốt cuộc Họ là thân phận gì Thể hiện ở thế gian này Chúng ta không biết được Người dựa theo bản hội tập này tu học Khởi niềm tin từ trong bản hội tập này rất nhiều Thật sự nó thuận tiện, dễ đọc Dễ hiểu hơn bản dịch gốc Từ chỗ này sanh khởi tính tâm Từ đó cho thấy Nếu vị bán phủ định người này không phải ngu si thì nhất định là có dụng tâm gì khác từ đó cho thấy sư thừa quan trọng ta học với vị thầy nào thì vị thầy này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với ta ta tu học có sai tương lai không thành tựu thì họ bị đọa địa ngục a tỳ Cho nên quan hệ của sư thừa rất lớn. Thầy tôi chỉ thị cho tôi pháp môn này, người khác nói pháp môn này không đúng, tôi đang học với ai vậy? Đây mới là quan trọng. Có phải bạn phủ định thầy của mình để đổi thầy đi theo học với một vị thầy khác hay không? Thế cũng được. Bởi vì hiện nay sư thừa không còn nữa rồi Khó khăn liền xuất hiện ngay vào trước đây loại sự việc này rất ít xảy ra Cả đời tôi theo học với một vị thầy cố định Tôi có niềm tin đối với thầy Thầy chịu trách nhiệm đối với tôi Tôi chỉ nghe lời thầy niềm tin này không bị dao động thời trước đây học trò chưa có khai ngộ thì nhất định là không được nghe theo lời của người khác vì sao vậy sợ niềm tin bị dao động sau khi khai ngộ rồi thế thì không quan trọng nữa sau khi khai ngộ rồi bạn có năng lực phân biệt chân vọng phân biệt tà chánh phân biệt thị phi đến trình độ này thì thầy sẽ để cho bạn đi ra ngoài tham học thiện tại đồng tử 53 lần tham vấn cái gì bạn cũng có thể nghe được cái gì cũng có thể tiếp xúc bạn không có định lực không có trí huệ không có năng lực phân biệt thì thầy nhất định sẽ quản lý rất nghiêm không để cho bạn tiếp xúc nếu tiếp xúc sẽ làm hỏng bạn rồi cho nên người thế nào mới là một học trò tốt có thể tiếp nhận lời chỉ dạy của lão sư đây là học trò tốt đối với lão sư bằng mặt không bằng lòng thì lão sư làm sao dạy được đây cho nên không cho phép bạn nghe nhiều không cho phép bạn xem thấy nhiều là để bảo vệ tâm thanh tịnh của bạn Thành tựu giới định huệ của bạn Chứ không có gì khác Loại khổ tâm này Người làm học trò hiện nay Không thể thể hội được Người tuổi trẻ hiện nay Bị tiêm nhiễm Những thứ tà tri tà kiến này Tôi thường nói hai điều phía trước của tứ hoàng thể nguyện Họ không cần nữa Bắt đầu học từ đâu chị? Học rộng nghe nhiều pháp môn vô lượng thể nguyện học hai điều phía trước không cần thì họ làm sao có thể thành tựu được những gì học được là tà tri tà kiến tâm địa bị ô nhiễm tinh thần bị ô nhiễm tư tưởng kiến giải bị ô nhiễm phật bồ tát đến cũng không có cách gì gột rửa cho bạn sạch sẽ được chúng ta thể hội được rất sâu sắc ở trên kinh đại thừa chư phật bồ tát đối với tất cả đặc biệt là chúng sanh khổ nạn loại quan tâm yêu thương đó thật sự là đạt đến cực điểm có bao nhiêu chúng sanh có thể thể hội được có thể hiểu được tuy chúng sanh không thể thể hội có khi còn oán trách phật bồ tát phỉ bán phật bồ tát nhưng tâm từ bi của phật bồ tát không hề giảm bớt một phần nào đây là điểm tuyệt vời nhất vẫn cứ yêu thương như thường vẫn dùng đủ dạng phương tiện thiện xảo để giúp đỡ chúng sanh để dạy dỗ khuyên bảo chúng sanh như thường bởi vì chúng sanh như lời trên kinh này nói là ưa ngạnh khó giáo hóa tà kiến tà hạnh không biết quay đầu không biết sửa lỗi cho nên chư phật bồ tát ứng hóa ở trong đó khéo léo uyển chuyển đang dạy dỗ khuyên bảo trong con mắt của phàm phu chúng ta đó là dùng hết tâm tư loại ân đức này không gì sánh bằng bất luận là ở trên đạo lý ở trên phương pháp ở trong cảnh giới đều là cực kỳ phương tiện thiện xảo chúng ta mở quyển kinh ra đọc những đoạn kinh văn này Cần phải thế hội cho được Trong bộ kinh này Hiển thị ra Bồ Tát Địa Tạng Văn Thù Phổ Hiền Quan Âm đều là thiện tri thức chân thật đặc biệt là ở trong hội này chỉ dạy người sơ học nói ra những chuyện tội khổ tình trạng quả báo này với chúng ta mục đích là dạy chúng ta tin nhân quả tin nhân thiện được quả thiện nhân ác nhất định có ác báo chúng ta nghe qua lời nhắc nhở này sau đó lại bình tĩnh quan sát xã hội hiện thực của chúng ta thì bạn có thể thấy ra được quả báo hóa ra ở ngay trước mắt bạn thử xem bạn bè thân thích của chính mình những người mà mình đã quen biết là quá rõ ràng rồi hơn nữa vô cùng nhanh chóng mỗi năm đều đang ở đó biến đổi đều đang ở đó chuyển biến sự chuyển biến này quan sát kỹ hóa ra chính là nhân quả người gieo nhân thiện tâm thiện hạnh thiện họ mỗi năm vẫn đều tốt hơn môi trường sống càng ngày càng tốt người tâm ác hạnh ác quan sát tỉ mỉ thấy mỗi năm một tệ hơn hiện tại nhìn tốc độ nhanh hơn nhiều so với trước đây nhìn rồi trước đây quả báo báo không có nhanh đến như vậy hiện nay là mỗi năm một khác nhau thậm chí là nếu bạn có năng lực có trí huệ quan sát sẽ thấy mỗi tháng mỗi khác báo ứng quá nhanh chỉ có hiểu rõ đạo lý và sự thật của nhân quả này mới có thể bước vào phật pháp được bạn mới có thể tin lời phật nói mới có thể tiếp nhận mới có thể y giáo phụng hành mục đích cuối cùng là ở chỗ này giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ lìa khổ được vui phật bồ tát không tiếp nhận bất kỳ sự thù lao nào tuyệt đối không có danh vọng lợi dưỡng chúng ta cung kính đối với các ngài là biểu thị một chút tâm cảm kích của bản thân chúng ta Chứ Phật Bồ Tát hoàn toàn không yêu cầu chúng ta Cung kính đối với các ngài Không có cái ý nghĩ này Mời xem đoạn kinh văn này dưới đây Địa tạng đáp ngôn Nhân giả Ngã kim thừa Phật Uy thần Cập đại sĩ chi lực Lược thuyết địa ngục danh hiệu Cập tội Báo ác báo chi sự chỗ này chúng ta nhất định phải học tập phần lớn người hiện nay là tự cao tự đại học cái của người khác vẫn không chịu thừa nhận mà còn đi mắng người ta đây là của tôi không phải của họ vậy là có tội lỗi rồi bạn xem bồ tát địa tạng bồ tát địa tạng là nhân vật cấp bậc nào chúng ta thử xem pháp hội này pháp hội ở phía trước mọi người đã xem thấy chư phật mười phương đều đến tham dự pháp hội này những vị phật này là người thế nào trong đời quá khứ đều là học trò của bồ tát địa tạng học trò người nào cũng thành phật rồi bản thân ngài vẫn đang làm bồ tát thật tuyệt vời ngài là không muốn thành phật nếu thành phật là quá đơn giản rồi có lẽ đã thành phật từ lâu rồi ngài giữ trọn lời thệ nguyện của mình nếu địa ngục không trống không thề không thành phật cho nên chúng ta muốn hỏi bồ tát địa tạng có cơ hội thành phật hay không không có địa ngục vẫn có người ngài đã phát tâm ngài không làm phật Ngài muốn làm Bồ Tát để giúp đỡ chúng sanh địa ngục Đây là thân phận gì? Lời Ngài nói khiêm tốn biết bao Khiêm nhường biết bao Nhân giả Nhân giả là cách tôn xưng đối với Bồ Tát Là người nhân từ Ngài không nói bản thân Ngài có năng lực để trả lời Ngã Kim Thừa Phật Uy Thần nhờ sự gia trị của phật không những nhờ sự gia trị của phật còn nhờ sự gia trị của ngài nữa là bồ tát phổ hiền cặp đại sĩ chi lực đại sĩ là chỉ bồ tát phổ hiền trí huệ đạo lực của bồ tát phổ hiền cũng không thể nghĩ bạc chư phật gia trị bồ tát phổ hiền gia trị lược tuyết địa ngục danh hiệu Tiếp đó báo cáo sự việc này với mọi người Chúng ta cần khiêm tốn Người hiện nay Thật sự là ước vọng hảo huyệt Cái gì cũng nói sáng tạo Cách tân Xin thưa với các vị Thánh nhân thế gian và suốt thế gian Không có sáng kiến mới không có cách tân. Khổng lão phu tử ngài nói, cả đời ngài dạy học chỉ là thuộc lại chứ không sáng tác, bản thân ngài không có sáng tác. Những gì nói ra đều là lời của cổ thánh tiên hiền, là lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Chứ bản thân không có sáng tạo. Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, tất cả pháp trong 49 năm mà bản thân ngài cả đời nói ra không phải là của mình chính mình không có sáng tác ra để nói đều là thuật lại lời của cổ phật cho nên ngài nói ngài không có nói một câu nào những gì nói ra là của cổ phật không có câu nào là ý của riêng mình khổng lão phu tử chỉ thuật lại mà không sáng tác Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là thuật lại mà không sáng tác. Người đời sau của chúng ta tài giỏi, người đời sau thì có sáng tác. Thảo nào số kinh sách của Thích Ca Mâu Ni Phật không có bản quyền, là của người khác không phải của mình. Ngài làm sao có thể có bản quyền được chứ? Người hiện nay tài giỏi là sáng tác của riêng mình, nên có sở hữu bản quyền. Chúng ta cần phải học tập Quả Họ thật sự là Thái độ học tập Của Thế Tôn Và Khổng Lão Phu Tử là chính xác Đây là tương ưng với tâm tánh tương ưng với tánh đức cho nên các ngài đối nhân sự thế đều vô cùng khiêm hạ những gì phu tử biểu hiện là hạ thấp mình mà tôn kính người chúng ta ở trong sách đọc thấy khổng lão phu tử đối với người nghèo khổ thấp hèn Cũng vô cùng tôn kính Không dám khinh mạng Không khi nào dám nói mình Cảm thấy cao quý tự đại Xem thường người khác Chúng ta không có nhìn thấy điều đó Ở trong hành nghi Cả đời của phu tử Phật thì càng khỏi cần nói nữa rồi Cống cao ngã mạng Là rất phiền não chỉ cần có ý nghĩ này ở trong đầu Thì Phật Pháp một phần Cũng không thể thâm nhập được rồi Chướng ngại rồi Tự mình chướng ngại chính mình Tham sân si mà nghi Sau cùng Là ác kiến Ác kiến chính là Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến Giới thủ kiến tà kiến hợp chung lại gọi là ác kiến sáu căn bản phiền não là nói cái này sáu căn bản phiền não là chướng ngại lớn nhất chúng ta tại vì sao học phật không thể khế nhập được tại vì sao chúng ta đọc kinh không thể khai ngộ là không biết mình có sáu loại chướng ngại này không biết được sáu loại chướng ngại này nếu như chỉ có một thì bạn vẫn không thể thấy đạo được đừng nói là chứng đạo thấy còn không thể thấy được sáu loại chướng ngại trừ sạch rồi bạn mới là ở kiến đạo gì cho nên nếu chúng ta muốn được lợi ích chân thật của phật pháp thì sáu chướng ngại này Bạn không đoạn thì làm sao được Đoạn thật sự Đường chủ ở trong niệm Phật đường Thường hay nhắc nhở đại chúng Buông xả thân tâm thế giới Thế là sáu loại này Xả bỏ hết rồi Sáu loại này chính là thân tâm thế giới Không buông xả không được Nhất định phải buông xả Xin xem tiếp kinh văn dưới đây Nhân giả Diêm phù đề Đông phương hữu sơn Hiệu viết Thiết vi Kỳ sơn hắc thúy Vô nhật nguyệt quan Những sự việc Ở trong kinh địa tạng này nói không thể dùng nhãn quan khoa học hiện đại để khảo chứng vì sao vậy khoa học chúng ta ngày nay nói lời thành thật vẫn còn khá là non nớt trân tướng vũ trụ trước mắt chúng ta đây ai biết được chứ không nên cho rằng những gì chính mắt tôi nhìn thấy đây chính là thật không thể tin cậy được những gì chính mắt bạn nhìn thấy công năng thấy của mắt bạn rốt cuộc là bao lớn bạn không biết được chính mắt tôi trông thấy giảng đường chúng ta hai mươi mấy người chính mắt trông thấy vậy trong giảng đường này còn có bồ tát còn có thanh văn có duyên giác có thiên long quỷ thần bạn có thể nhìn thấy không không nhìn thấy bạn làm sao có thể nói chính mắt bạn trông thấy bạn làm sao có thể khẳng định như vậy tại vì sao bạn không nhìn thấy công năng của mắt quá hữu hạn chúng ta biết Mắt thấy là nhờ có ánh sáng Khi tối thì bạn không thể nhìn thấy Bạn là nhờ ánh sáng Bạn mới có thể nhìn thấy được Thế nhưng sống của ánh sáng khác nhau Những gì chúng ta nhìn thấy Là vô cùng hạn hẹp Chỉ trong đoạn sống ánh sáng này Giải tần số của chúng ta chỉ vừa đúng trong đoạn này Trong đoạn này chúng ta có thể thấy rõ ràng nếu dài hơn hoặc là ngắn hơn đoạn ánh sáng này cũng không thể nhìn thấy được những vật dài hơn đoạn sóng ánh sáng này không biết là bao nhiêu ngắn hơn cũng không biết là có bao nhiêu nếu như có một ngày nào công năng mắt của các bạn không còn chướng ngại nữa tất cả sóng ánh sáng bạn thấy đều không có chướng ngại nữa bạn nhìn thế giới này lập tức liền thay đổi ngay khác nhau rồi Bạn làm sao có thể tin mắt thấy là thật được? Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng đều là ở tình trạng này, đây là nói chân tướng với bạn. Hiện nay nói điều này bạn tương đối có thể thể hội. Chúng ta dùng thiết bị khoa học có thể đo đạt được sóng ánh sáng mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy. Mọi người quen thuộc nhất là tia tử ngoại chúng ta không thể nhìn thấy. Tia X chúng ta không thể nhìn thấy. Nhờ vào thiết bị, chúng ta biết nó có tồn tại. Nhà khoa học biết có rất nhiều sóng ánh sáng khác nhau mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy. Cho nên, sóng ánh sáng tồn tại đồng thời nếu bạn nhìn thấy được toàn bộ thì đạo tràng này là sẽ khác nhau rồi đạo tràng này bao lớn vậy căn phòng này của chúng ta bao lớn tận hư không khắp pháp giới không thể nghĩ bà tại vì sao tận hư không khắp pháp giới nếu như tầm nhìn của bạn mở rồi Tất cả chứa ngại đều không còn Thì tất cả sóng ánh sáng bạn đều nhìn thấy Sóng ánh sáng này là mở rộng đến hư không Pháp giới Những cây trụ hai tường này đều trong suốt cả Không có chứa ngại rồi Bạn ngồi ở nơi đây nhìn lên trên Sẽ nhìn thấy Vô tận hư không Pháp giới phía trên Nhìn xuống phía dưới, nhìn hai bên vô lượng vô biên mười phương thế giới này đều ở ngay trước mắt bạn không còn bị hạn cuộc ở trong phạm vi nhỏ này nữa đây là nói lời chân thật với bạn nếu bạn dùng phương pháp khoa học ngày nay để khảo chứng thì không thể khảo chứng ra được rồi đây là nói năng lực của khoa học kỹ thuật vẫn chưa phát triển đến trình độ này. Khoa học kỹ thuật nói lời thành thật là còn khá non nớt so với Phật pháp. Những gì Phật nói ra có một số phần được chứng minh rồi. Chứng minh được là một số phần rất ít đại đa số phần còn lại khoa học kỹ thuật vẫn chưa đạt đến cho nên chúng ta phải tin lời phật nói diêm phù đề đông phương hữu sơn có núi thiết vi mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy thiết bị khoa học cũng không thể thăm dò được cho nên có người tôi ở đài loan có người đến hỏi tôi, hiện nay tàu ngầm hạt nhân đã lặn xuống đáy biển, không có phát hiện được long cung, rốt cuộc long cung có hay không? Long cung thì ở dưới đáy biển, tàu ngầm lặn xuống nhưng nhìn không thấy. Trên mặt trăng có bồ tát nguyệt quang, người du hành vũ trụ lên mặt trăng cũng không có nhìn thấy. Có hay không? Có. Có mà con người không nhìn thấy. Phạm Thánh đồng cư độ. Những sự việc này nói thật ra người hơi có tìm hiểu về Phật pháp phải biết Pháp Sư Pháp Chiếu Đây là vào thời Triều Đường Ngày Triều Bái Ngũ Đại Sơn Nhìn thấy Đại Thánh Trúc Lâm Tử Đây là đích thân Ngài trải qua Chúng tôi tin không phải Ngài nói lời hư dối Nhìn thấy Văn Thù Phổ Hiền Đang giảng Kinh Thuyết Pháp Thính chúng có đến hơn một dạng người Ngài có nghe một buổi Còn thỉnh giáo với Bồ Tát Văn Thù là Thời kỳ mạc Pháp Căng tánh chúng sanh thấp kém cần phải học pháp môn nào mới tốt bồ tát văn thù khuyên ngài tu pháp môn niệm phật cách niệm như thế nào còn dạy ngài niệm nữa pháp môn niệm phật ngũ hội là do bồ tát văn thù dạy cho pháp chiếu sau khi pháp chiếu rời khỏi ngũ đại sơn trên đường về thì đánh dấu để lần sau trở lại sẽ dễ tìm làm dấu được mấy cái quay đầu lại nhìn thì không còn nữa chỉ thấy một vùng núi hoang các vị thử nghĩ xem bạn dùng khoa học làm sao có thể thăm dò được chứ đạo tràng của bồ tát văn thù thanh tịnh trang nghiêm ngài có duyên nhìn thấy rồi các bạn đọc tam muội thủy xám ngộ đạt quốc sư nhìn thấy đạo tràng của tôn giả ca Đặc ca ở tứ xuyên cũng ở trong vùng núi hoang thiết bị khoa học làm sao có thể thăm dò được nghe đến nơi đó quả thật bệnh của ngài được chữa khỏi cho nên không nên tin chính mắt mình nhìn thấy điều đó là không thể tin cậy được rồi chính tay mình nghe thấy cũng không đáng tin môi trường này rất phức tạp rốt cuộc bạn nhìn thấy được bao nhiêu cho nên chân tướng của vũ trụ nhân sinh chúng ta không biết cho rằng mình thấy rất rõ ràng nghe rất minh bạch tin vào sự thấy biết của mình đâu có biết đó là sai lầm chứ cho nên phật ở trên kinh nói với chúng ta rất rõ ràng là trước khi chưa có chứng được quả a la hán thì không nên tin vào ý của mình là có đạo lý a la hán thế nào a la hán thông suốt rồi chướng ngại không còn nữa a la hán chứng được lậu tận thông cho nên sáu căn họ tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài là khác với chúng ta Họ đã đột phá Tất cả giới hạn Của sóng ánh sáng Sóng âm thanh sóng từ Cho nên họ nhìn thấy là chân tướng Còn chúng ta nhìn thấy là vọng tướng Tại vì sao A-la-hán có năng lực này rất đơn giản Kiến tư phiền não xả bỏ sạch rồi Chính là tôi vừa mới nói Sáu loại chướng ngại không còn nữa Cái mà A-la-hán đoạn không phải gì khác Chính là tham sân si mạng nghi á kiến Á kiến là ngũ lợi xử Cũng chính là chúng ta thường hay gọi là kiến tư phiền não Cái này đã đoạn hết rồi cho nên chướng ngại của họ không còn nữa mới có thể nhìn thấy chân tướng của vũ trụ nhân sanh những lời này nhất định phải nói trước nếu không thì những việc này trong kinh địa tạng rất khó hiểu bạn sẽ cho nó là gì cho là mê tín bạn nói nó không hợp khoa học vậy thì lợi ích của kinh này bạn sẽ không được một mảy may lợi ích gì không những không được bạn còn tạo tội phỉ bán pháp nữa lợi ích không có đạt được mà còn rước quả hại đến nữa đây không phải là ý của phật rồi cho nên chúng tôi giảng loại kinh luận này cần phải đem đạo lý này giảng giải cho rõ ràng giảng giải minh bạch Tôi ở lần trước Chính là vào đầu tháng này Tôi Đã có 6 buổi Diễn giảng tại Hồng Kông Mừng ngày kỷ niệm Hồng Kông Được trao trả về Trung Quốc Chúng tôi giảng Đại Ý Kinh Vô Lượng Thọ Trong thính chúng Có một vị đồng tu trước đây là làm việc trong giới kịch điện ảnh ông đã kể cho tôi nghe mấy câu chuyện là thật người thật việc thật bởi vì quay phim điện ảnh có những lúc phải làm việc vào buổi tối quay ngoại cảnh vào ban đêm cho nên thật sự là có quỷ. Những phần mộ ở ngoài trời này. Ông có một người đồng nghiệp quay ngoài cảnh ban đêm. Đêm đã rất khuya rồi. Cũng là lúc đầu óc không tỉnh táo khi lái xe chạy đến một khu phố rất náo nhiệt. trong tâm ông nghĩ con đường này xưa nay mình cũng chưa từng đi qua sao ở nơi này lại có phố xá sầm uất như vậy đã nhìn thấy cảnh náo nhiệt nhiều người như vậy ông cũng liền xuống xe đi tham quan một chút dạo chơi xem nhìn thấy bán đồ ăn tuyệt quá đã hai giờ khuya bụng cũng đói rồi liền vào trong một quán nhỏ để ăn mì sau khi ăn xong thấy buồn ngủ liền lái xe trở về trên đường trở về cảm thấy toàn thân rất khó chịu nghĩ đến chỗ này càng nghĩ càng thấy không đúng đến sáng hôm sau lại lái xe đi con đường đó thì nhìn thấy nghĩa địa mới biết là gì gặp phải quỷ đoạn đường của quỷ những thức ăn ăn vào đó ói ra hết ói ra toàn là dung bùn đất và cỏ những thứ như vậy sau đó phát một cơn bệnh nặng gần như chết rồi vì sao đầu óc không bình thường liệt ngừng công việc hai ba năm cũng không thể làm việc được người gầy ốm tông teo trải qua mấy năm ông lại trở lại làm ngành nghề này nhưng chẳng bao lâu dường như lại gặp phải tình trạng tương tự như vậy và sau đó thì chết đi đây là đồng nghiệp của ông ở trong giới điện ảnh họ đều tin về những chuyện này vì đích thân gặp phải rồi Cho nên xứ sở này Là nơi quỷ thần sống tạp cư với con người chúng ta Những tình trạng sống của quỷ đó Không có khác gì với người chúng ta Quỷ cũng có đô thị mà chúng ta không nhìn thấy Do trùng lập chung với chúng ta Hai tần số khác nhau Hai làng sống khác nhau Nhưng trùng lập với nhau cho nên chúng ta nói là chính mắt nhìn thấy chính tay mình nghe thấy làm sao có thể làm chủ được chứ đích thân bạn trải qua bạn phải đề cao cảnh giác bạn phải hiểu rõ khổng lão phu tử dạy chúng ta kính và tránh xa quỷ thần quỷ thần có hay không có nhất định phải tôn trọng phải tôn kính họ tránh xa là ý gì vậy tránh xa là không nên học tập theo họ là cùng một đạo lý giới lễ kính chư phật trong mười nguyện của bồ tát phổ hiện phu tử đối với quỷ thần đối với tà môn ngoại đạo không có giảm bớt đi tâm cung kính thật sự là lễ kính chư phật phu tử đã làm được rồi chúng ta đối với họ nhất định phải cung kính đối xử với quỷ thần nhất định phải như pháp phật ở trên kinh điển đã dạy cho chúng ta rất nhiều chúng ta phải hiểu rõ việc tế tự của nho gia chúng ta phải xem trọng quỷ thần được yên ổn có quan hệ mật thiết đối với sự ổn định hay loạn lạc của thế gian chúng ta nếu như khiến cho những quỷ thần này đều không được yên ổn một khi họ làm loạn thì sẽ ảnh hưởng xã hội của chúng ta có biết bao nhiêu cuộc biến cố tự dưng sẽ xảy ra chúng ta nói tự dưng nhưng thật ra là do quỷ thần đang làm loạn đạo lý này không thể không biết Người xuất gia nhà Phật Sống ở trên núi Muốn che một cái am tranh Che am tranh đương nhiên Phải lấy vật liệu ngay đó Phải đi Đốn cây Phật dạy Cây có chiều cao Bằng đầu người Chiều cao qua khỏi đầu người Đều có thần cây thần cây là gì là quỷ thần trú nương nhờ vào cây họ không có chỗ ở họ nương nhờ vào chỗ này để che mưa gió để ở quỷ thần nương tựa vào trong cây để ở liền gọi họ là thần cây nếu chúng ta đốn cái cây này hay nói cách khác chính là chúng ta đoạt mất chỗ ở của họ họ có bằng lòng hay không nếu như họ không bằng lòng khởi niệm ác họ liền đến gây khó dễ là muốn đến trả thù là muốn gây chuyện với bạn căn nhà bạn ở này bạn sẽ ở không yên tâm được rồi nếu như phước báo của bạn lớn thì họ đành phải chịu không dám xâm phạm bạn để đến khi thời vận của bạn suy rồi họ sẽ đến gây phiền phức họ rất có tâm nhẫn nại để chờ đợi khi thời vận bạn hanh thông Họ không thể gây chuyện với bạn Phước báo bạn lớn nên không gây chuyện được Để đến khi thời giận bạn suy Sẽ đến gây phiền phức Cho nên Phật dạy chúng ta Muốn đốn cái cây đó Trước ba ngày phải cúng tế Tụng kinh Nói cho họ biết Tôi bị thế cùng Nên bất đắc dĩ Tôi cũng cần chỗ ở Ngài có thể dời nhà đi chỗ khác khuyên họ rời nhà không được nói thấy cây này tốt bạn liền muốn đốn thì không được phép trước đó ba ngày nhất định phải cúng tế ngay cả những chi tiết nhỏ ở nơi này cũng phải xem trọng như vậy hiện nay mọi người không tin điều này rất nhiều nơi trước đây là những gò đất nghĩa địa hiện tại tùy tiện dời mồ mã đi chiếm đoạt những nơi đó để xây nhà cao tầng con người sống ở chỗ này may mà vẫn còn một chút phước báo duy trì được vài năm đến khi phước báo hết rồi thì nhóm quỷ thần này sẽ đến gây phiền phức khiến cho những người như bạn sống ở trong đây thân tâm bất an xã hội của bạn động loạn bạn làm cho họ không được yên ổn họ cũng sẽ báo thù cũng làm cho bạn không được yên ổn Thiên tai nhân họa xảy ra đều có lý do cả mà Thập Pháp giới là một thể Không thể không biết Thánh nhân thế gian và xuất thế gian Đều dạy chúng ta Suy bụng ta ra bụng người Phật Pháp không chỉ là nói về con người Phật Pháp còn nói đến vật Vật chính là trời đất quỷ thần Thấy đều bao gồm ở trong đó Chúng ta muốn sống hạnh phúc mỹ mãn Thì bạn cũng phải nghĩ là Quỷ thần cũng mong muốn sống hạnh phúc mỹ mãn Xúc sanh cũng mong đời sống của nó được mỹ mãn Làm sao có thể ăn thịt chúng sanh được chứ trên kinh này đã nói rất rõ ràng ăn thịt chúng sanh giết hại chúng sanh thì sẽ bị quả báo như thế nào chúng ta có muốn đem thịt của mình cung cấp cho người khác ăn không cùng đạo lý như vậy mà chúng ta không muốn người khác đến ăn mình thì động vật nó cũng là như vậy nó làm sao có thể muốn con người ăn thịt nó được chứ Chúng ta giết chúng, ăn chúng Có phải nó rất quan hỷ hay không? Người cùng tâm ấy Tâm cùng lý ấy Cho nên ăn thịt chúng sanh Loại oán hận này Nỗi oán hận của tất cả chúng sanh này vĩnh viễn không thể tiêu mất gặp phải cơ hội nó sẽ đến trả thù phật pháp nói ăn nó nửa cân trả nó tám lạng đời đời kiếp kiếp ăn nuốt lẫn nhau không bao giờ dứt chúng ta có được thân người thân này là thân nghiệp báo nên đành chịu nếu không có những nguồn dinh dưỡng này thì không thể duy trì mạng sống muốn duy trì mạng sống nên bất đắc dĩ phải ăn uống trong ăn uống đã là bất đắc dĩ rồi bạn nhất định phải biết giảm bớt kết oán với chúng sanh bớt tạo nghiệp động vật có mạng sống thực vật cũng có mạng sống chúng ta ăn động vật là sai rồi ăn thực vật cũng là sai rồi nhưng mà nếu so sánh trong hai cái này thì thấy động vật có tình thức rõ ràng hơn thực vật hay nói cách khác ý niệm trả thù của động vật không biết là mạnh hơn gấp bao nhiêu lần so với thực vật cũng chính là chúng ta bỏ đi động vật có tánh linh lớn không giết hại nó còn thực vật rốt cuộc tánh linh của nó yếu ớt hơn rất nhiều bất đắc dĩ phải ăn nó thôi. Trong giới kinh nói, tỳ kheo thanh tịnh thì không đạp lên cỏ xanh. Thật sự hiển thị ra lòng từ bi. Có đường đi được tại vì sao không đi đường, tại vì sao lại dẫm lên cỏ? Trừ khi là bạn không có đường đi. Nhất định phải đi qua từ chỗ này Đây cũng là bất đắc dĩ Bất đắc dĩ Tức là có thể tha lỗi được Có thể tha thứ Nếu như có đường Thì bạn nhất định phải đi dòng theo đường Chứ không được phép dẫm lên cỏ rồi Cho nên Phải yêu quý sự sống Thực vật cũng phải yêu quý phải có tâm thương yêu đối với người, với sự, với vật. Tâm yêu thương chân thành, thanh tịnh. Khi ăn là bất đắc dĩ phải ăn. Cho nên Phật dạy chúng ta năm pháp quán khi ăn. Thường giữ tâm báo ân. Giữa con người với nhau có ân đức con người với tất cả dạng vật cũng có ân đức Chúng ta mỗi ngày tu hành Niệm Phật tụng kinh Đoạn ác tu thiện Dùng công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh là báo ân Bạn xem Loại tâm này chân thật biết bao cái nghĩa này phúc hậu biết bao Vậy mới tương ưng với tâm tánh Nếu như chúng ta không có cái quán tưởng này Không có tấm lòng thành này Thì bạn mỗi ngày đang tạo tội nghiệp Bạn hiểu rõ đạo lý này Thường soi chiếu như vậy Thì những thực vật này cung cấp dinh dưỡng cho bạn nó cũng có công đức nó thật sự cúng dường cho bạn bạn có hồi báo cho nó có hồi báo là không phải đoạt lấy nên không kết oán thù với nó mà kết ân đức với nó Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây Hữu đại địa ngục Hiệu cực vô gián Hữu hữu địa ngục Danh đại A tỳ Đây là Bồ Tát Địa Tạng Trước tiên giới thiệu Báo cáo với chúng ta Hữu Quả thật là có Không phải không có cõi ngạ quỷ với cõi địa ngục vẫn khác nhau không phải cùng một cảnh giới ở trong cõi ngạ quỷ không có ánh sáng mặt trời mặt trăng là giống như phi trước nói họ sống ở trong tối tâm cõi ngạ quỷ chúng ta gọi là âm gian quả thật là có người đi qua rồi ở trung quốc có rất nhiều bút ký hay trong tiểu thuyết viết rất nhiều đó không phải là nói tùy tiện những gì trong duyệt vi thảo đường bút ký liêu trai chí dị kiên di chí nói xin thưa với các vị đều là sự thật đều không phải là giả tôi học phật nhiều năm như vậy trước khi chưa có học phật tôi chưa có nhìn thấy quỷ bao giờ nhưng tôi từng gặp hồ ly tinh là thật không phải là giả chính mắt mình nhìn thấy và rất nhiều người cũng nhìn thấy tôi nhìn thấy hồ ly tinh là một người nam không phải nữ là người nam mặc áo khoác dài mọc lam là thời kỳ kháng chiến Rất nhiều người nhìn thấy Nhưng không có người nào Nhìn thấy rõ ràng mặt mũi của nó Chưa từng nhìn thấy bao giờ Mặt mũi rất mờ nhạt Hồ Ly muốn biến thành người phải trải qua 500 năm Có lẽ người ấy chưa đến 500 năm Vẫn còn thiếu là hình dạng của một con người Mặt mũi chưa rõ ràng Tôi vào lúc đó mới mười mấy tuổi Lúc 16, 17 tuổi hàng ngày đi săn Tôi rất muốn bắn nó Mẹ tôi ngăn cấm Dứt khoát không được gây chuyện với người ta Gây chuyện rồi sau này rất phiệt phức Tôi là bị mẹ mình ngăn cấm Tôi rất muốn bắn nó Con hồ ly đó sống ở trên lầu của chúng tôi Thời kỳ kháng chiến Chúng tôi sống ở trong một nhà dân Nó là ở trên lầu Trên lầu đó có mấy mươi năm Không có người đi lên Cho nên có một ổ hồ ly ở trên đó Ai cũng biết Có người nhìn thấy lúc sáng sớm Hồ ly ở trên nóc nhà lại mặt trời Mọi người chúng tôi ở đó cũng tương đối yên ổn Nó cũng không quấy nhiễu người khác Mọi người cũng không dám gặp nó Chúng tôi lúc đó còn nhỏ Mà cũng rất to gan Lúc nào cũng muốn chạy lên lầu để xem thử Nhưng người lớn thì không cho phép Cũng không có cầu thang Đó là thật chứ không phải giả Thật sự biến thành hình dạng người Có khi đi ra ngoài tản bộ Nhìn thấy cho nên ở thế gian tôi là vô cùng tin những chuyện về quỷ và hồ ly trong liêu trai chí dị đã viết tôi tin là thật không phải là giả tuyệt đối không phải là tin đồn nhảm rồi lúc kháng chiến thắng lợi quê hương chúng tôi có xảy ra một chuyện kỳ lạ chuyện này tôi biết rất rõ ràng quê hương tôi là nơi sản xuất gạo và phần lớn gạo được xuất khẩu từ vu hồ Để chuyển đến vu hồ để bán Đó là thị trường Tôi có người họ hàng thân thích Ông năm đó thu hoạch cũng khá Gạo chở đầy trong một thuyền bườm nhỏ Gạo được đựng trong bao gai Từng bao từng bao chuyển đến Chở đến Nam Kinh để bán Khi cho gạo lên thuyền có người nhìn thấy có một con gì đó giống như là con chồn vậy từ dáng cầu nhảy lên thuyền nhìn thấy như vậy sau khi nhìn thấy rồi thì rất nhiều người lên thuyền để tìm nhưng không thể tìm thấy quả thật không có nghĩ là có lẽ người nhìn thấy sai lầm hoặc là bị qua mắt và con thuyền này được dẫn chuyển đến nam kinh sau khi đến nam kinh thì thuyền này gạo bị mất hết cái bao gai đó hình dạng vẫn còn nguyên mà bên trong thì không có hạt gạo nào cho nên mọi người mới biết không phải mắt mình nhìn sai có lẽ là do cái thứ ấy tác quái họ nhìn thấy là con trồn có lẽ là do nó tác quái không biết đã đắc tội với nó như thế nào mà cả thuyền gạo bị nó chuyển đi mất Người thân đó của tôi Là người bà con xa họ Trần Chẳng biết làm thế nào Vô phương liền ở lại Nam Kinh Mấy ngày rồi trở về Sau khi về nhà Thì gạo ông ấy lại nằm yên ở trong kho Bị chọc ghẹo như vậy Dùng cách gì chuyển nó trở về Thì không biết Đây có lẽ là đắc tội với nó Nhưng đắc tội không lớn chỉ trừng phạt bạn một lần Dở trò như vậy cho bạn biết mà thôi Là chuyện thật không phải là giả Những chuyện trời đất quỷ thần này Đích thân tôi đã trải qua rồi Chuyện này xảy ra ở huyện Ngu Giang Là chuyện của 50 năm về trước Cho nên chúng tôi tin sâu không nghi đối với chuyện này chỗ này nói hữu đại địa ngục địa ngục lớn ở dưới núi thiết vi chúng ta không có cách gì chứng thực được chúng ta cũng không nhìn thấy nhưng quả thật là có bạn tạo nghiệp này thì cảnh giới này liên hiện tiền ngay bạn sẽ phải thọ nhận những khổ máu này pháp sư thanh lương ở trong chú giải đã nói với chúng ta vô dáng a tỳ cái danh xưng này ở trong kinh điển của phật đều có nói rốt cuộc là một cái hay là hai cái từ xưa đến nay không có cách gì xác định được cũng có đại đức xưa nói vô dáng chính là a tỳ a tỳ chính là vô dáng và cũng có nói vô dáng cùng với a tỳ là hai địa ngục khác nhau nhưng nói tóm lại hai địa ngục này Đại khái đều là nơi Thọ báo của người Có tội nghiệp cực nặng Điều này là có thể khẳng định rồi Trên kinh Ngài chủ này Cũng nêu ra cách nói Ở trong kinh điển Như kinh A Hàm Kinh Quán Phật Tam Muội Trong đó nói là một cái Vô gián cùng với A Tỳ là một cái Nhưng trên kinh này Giới Kinh Lăng Nghiêm nói là hai cái Hữu Đại Địa Ngục Hiệu Cực Vô gián Hữu Hữu Địa Ngục Danh Đại A Tỳ Vậy thì chẳng phải là hai cái sao cho nên nói một loại hay là hai loại Đều có kinh điển làm căn cứ Xưa đây những vị Tổ sư Đại Đức này Cũng không có cách gì khẳng định Nói đó rốt cuộc là một hay là hai cái Chúng ta đọc kinh này Thì căn cứ theo cách nói của kinh này Kinh này nói là hai cái Thì chúng ta liền xem là hai cái Hai cái đại khái Thọ báo ở trong đó đều là vô cùng nghiêm trọng cực kỳ thống khổ ý nghĩa của đoạn này vẫn chưa thể nói xong thế nhưng hôm nay thời gian đã hết rồi ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục giảng tiếp a di đà phật